Ok, xin chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại bây giờ là cũng 6 giờ mới chuyển qua được cái bãi mới, cách cái bãi cũ nó khoảng 50 mét thì nó nhiều quá, xe không có để vô ra được thì mình chuyển qua bên này. Thì bây giờ là bàn giao cái con 3060 này cho anh trai ở xã Phước Minh. Dương Minh Châu Tây Ninh, giống y luôn á. Xã Phước Minh hả? Cái cốt à? Cái cốt lỗ à? Sao thấy giống à? Hai gương y chang nhau hả? Thì 3060 này, con này bảo dưỡng toàn bộ lại, đi mâm vỏ mập. Đó, mâm vỏ mập. Bảo dưỡng lại hết nha. Sơn dặm lại, tem bản giữ rin. Thay bô là đi cho một cái bô đẹp hơn, với lại thay cho cái bầu gió khác. Thì điện đèn còi bình mới nhất mới, toàn bộ là thay mới đồ lại hết cho nó đều, với lại chế thêm cây ti thuộc phía sau với cây ti đòn dông. Đòn dông rồi, cây ti đòn dông nhé. Bây giờ gắn gương chiếu hậu đồ đầy đủ hết nữa là lên xe về với chủ mới. Hẹn hôm nay ngày 19 nhưng mà quá là trễ rồi, tại vì trời mưa 3-4 ngày liên tiếp là không sơn được nha. Không nhiệt độ nó không đủ để mà sơn được. Thành ra là hơi trễ hẹn với anh nữa xíu, hẹn 9 giờ sáng giao mà giờ tới 9 giờ đêm mới giao lên tới đó. Tranh thủ sớm rồi nào, hay đó đi đường tắt nào á. Có định vị chưa? Rồi để nói anh Tiến gửi cái định vị qua cho. Giờ là lên xe thôi nha mọi người. Thời tiết à. Áo bây giờ từ lúc mà ấy bây giờ dơ luôn à. Người là ở trần ở trùn hết luôn mọi người. Đó. Lên xe là về với anh trai ở Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Đó, MF3060 đi cặp vỏ sau Nguyễn Đỉnh mới 18-4-30. Vỏ trước là 12-24. Đó, nguyên cộp lê dày, bảo dưỡng đầy đủ. 5 ngày rồi mới giao xe đúng rồi, không phải làm một con xe xong là xong nha. Từ điện đèn còi sạc đi mô bình mới nhất mới, sơn dọn theo yêu cầu luôn, chứ không phải là nói là làm xong cái là wow là xong mọi người. Bảo dưỡng từng ly từng tí lại luôn, nhưng mà có một vài chỗ để ngày mai nhắc anh kiểm tra kỹ lại xíu nữa, để mà khi mà vận hành nó ấy trơn tru hơn nha, nó ngon hơn. Bánh trước nó hơi mềm, có gì anh bơm lại giùm em xíu cho nó cứng nha. Bỏ lấy cái tấp bi đi về cho ảnh tự cắt với cái miếng thảm á. Máy lạnh rồi, cũng như là mọi thứ thì cũng đã trơn tru hết rồi, bây giờ là lên xe thôi. Có cái này anh về anh tự anh cắt anh lót rồi vô cho nó nhìn nó sạch sẽ giùm em nha, chứ giờ tối quá cắt không có kịp.